Hưng Hoài xin chào tất cả mọi người, thì lại là em Hưng đây. Thì ngày hôm nay trước mắt chúng ta là một siêu phẩm của năm 2021, đầu năm 2021. Và em cũng đảm bảo là đây là chiếc xe mà gọi là có thể nói đầu tiên và có thể là duy nhất độ full như thế này. Thì trước mắt chúng ta là một cái dòng xe mà không có xa lạ gì, đó chính là chiếc Toyota Camry. Thì đây là chiếc xe Toyota Camry thế hệ 2021 và được độ lên full lifted. Thì tại sao hồi nãy em Hưng có nói một cái câu là có thể nói là đầu tiên và duy nhất. Thì nó đầu tiên và duy nhất cái gì? Không phải là cái cản này, mà là nó là đầu tiên và duy nhất độ full lifted, có nghĩa là trước sau logo mâm luôn. Đấy. Thì bây giờ đầu tiên chúng ta sẽ đi đến cái phần đầu của nó. Thì như mọi người thấy thì đây là cái cản lifted ES250 dành cho chiếc Toyota Camry này, thì nó không còn gì xa lạ với chúng ta nữa. Nhưng mà cái điều đặc biệt thứ hai, mọi người có thể thấy đây chính là cái đèn. Đây chính là cái đèn LED sệt ES250 dành cho Camry. Và đây là cái dàn đèn này, là dàn đèn này được nhập về Việt Nam cách đây vài ngày thôi. Và khi em nhập về là đây là chiếc đầu tiên gắn, và sau đó thì nó cháy hàng luôn. Và đây là chiếc đầu tiên gắn, và chiếc này cũng được gắn cái logo luôn. Thì chủ xe không thích chiếc xe này là chiếc xe Camry nữa, mà biến nó thành chiếc xe Lexus luôn cho anh. Thì có nhiều khách hàng hay là có rất là nhiều ý kiến trái chiều là tại sao không để là Camry luôn đi mà để Lexus làm gì. Thưa xin thưa là người ta thích như vậy, đúng không? Ví dụ như bây giờ chủ xe này người ta có tiền, người ta mua được chiếc Lexus, nhưng mà người ta thích độ một chiếc Camry lên Lexus, đó là sở thích của người ta. Tại vì mỗi người một sở thích mà. Đó, có người thì muốn lấy vợ hai về là phá diêm liền, nhưng có người muốn lấy vợ hai về thì không có phá diêm để vậy đó. Thì chủ xe này là thuộc dạng người đầu tiên là lấy sợ vợ về là phải phá diêm. Đó. Thì cái điều đặc biệt đầu tiên của nó là đó chính là cái đèn LED sạch này. Các bạn có thể thấy rất là đẹp. Ba bi dãy LED chạy rất là đẹp, và logo Lexus được thay vào logo này, logo zin của Lexus nha các bạn. Đây là mặt ga lăng rất là đẹp, đường các đường lưới tản nhiệt trên cái mặt ga lăng khiến cho cái chiếc ga lăng này nó rất là sang trọng. Và tiếp theo mời mọi người, đây mọi người thấy không, những cái viền những viền mạ rôm này nè, cũng khiến cho chiếc cái xe của chúng ta, cái phần ga lăng của chúng ta trở nên sang trọng hơn. Mặc dù là biến chiếc xe thành mạnh mẽ nhưng mà nó cũng không kém phần sang trọng. Và tiếp theo lại mời mọi người tiếp theo đến chính là phần dàn mâm, cái phần chân của cô thiếu nữ này. Cô chân dài này được thay cái dàn mâm Lexus luôn. Đây là logo Lexus. Thì đây là mâm của logo Lexus rất là đẹp. Em cảm thấy thay vô rất là đẹp. Cũng có nhiều người có ý kiến là để mâm zin thì chạy tốt hơn mâm độ. Thì thật ra là chủ xe thích cái mâm này, thì không có cái mâm nào qua được mâm zin, thì mọi người cũng biết rồi đó. Thì không có mâm nào qua được mâm zin, nhưng mà mâm zin thì chủ xe ta không thích, người ta thích mâm này. Mà theo em Hưng nghĩ thì cái mâm này nó cũng không có kém cạnh gì, nó chỉ nằm ở khoảng 9-10 với mâm zin thôi. Đó, nó đâu có tệ đâu, chúng ta chỉ có việc đi canh mâm canh thước lái là ok rồi, đâu có cái gì nữa đâu. Đấy, chúng ta chỉ có khi mà chúng ta chạy và đâm vào ổ gà thì mâm nào cũng như mâm nào, thì theo em Hưng nghĩ là như vậy. Và tiếp theo đó là cái bên hông này, nó có một cái ốp lường hông. Đó, ốp lường hông thì nó có một cái viền rơm như thế này. Và cái điều đặc biệt á là cái bộ body cho chiếc Camry này á là nó không phải là một bộ body mà nó là hai bộ body, là gồm phía trước và phía sau, và hai bên hông này thì nó là hai bộ body khác nhau. Đó, thì chủ xe này cũng chính vì muốn theo cái kiểu này cho nên em đã thay độ hai bộ body cho chiếc xe này. Và tiếp theo đó là cái bánh mâm sau, và chúng ta đi đến cái dàn chân nha. Đó, chúng ta sẽ đi đến cái dàn ngoài của cô gái này. Đây, và đến cái dàn đằng sau. Thì đầu tiên đập vào mắt chúng ta chính là cái đuôi cá. Cái đuôi cá này cũng được có một cái viền rôm vậy rất là sang trọng và đẹp. Và cũng có một cái logo. Cũng có một cái logo ở đây. Logo Lexus là logo này, là logo zin hết nha. Và như đây, chủ xe thì tháo luôn chữ Camry luôn, không có để Camry nữa. Và đây là cái đèn cụm đèn sau dành cho Lexus, cụm đèn ES250 dành cho Lexus. Và phía bên dưới đây, phía bên dưới đây cũng có một cái body, up body đằng sau, khiến cho xe có hai bô, có cái viền chrome này rất là đẹp, đúng không ạ? Mọi người nhìn rất là đẹp. Em cảm thấy rất là thích cái bộ body này mà em làm cho khách hàng. Đây và cái cụm đèn này. Và cái cụm đèn này nó còn một loại cụm đèn khác để gắn cho Camry. Đấy. Và tiếp theo đó là em sẽ đi đến những cái tính năng mà em cập nhật cho chiếc xe này. Thì hiện tại chiếc xe này á, em có cái cập nhật có tính năng, những cái tính năng thêm, đó chính là cửa hít nè, phụ cấp điện nè, đá cốp nè. Bây giờ em sẽ test cái cấp điện trước nha. Nhấn vào đây, nhấn một cái.
mở lên. Đấy. Rồi, em đóng thì em đóng đây. Đó. Và nó có đá cốp điện nữa. Thì không biết cái vị trí đá cốp ở đâu thì em đá đại thử. Và nó có đá cốp điện nữa. Thì bây giờ em sẽ đá thử. Gì? À, xin lỗi mọi người nha. Cái này là lỗi của em. Thì cái phần đá cốp điện này á thì phải đá tắt máy mới được. Em xin lỗi. Nhiều khi review riết mình không có kiến thức về kỹ thuật thì kém, để anh cameraman nhắc nhở. Thì phải tắt máy mình mới đá cốp được. Thì cái đó thì mọi người đều biết hết rồi. Thì em nghĩ chắc em cũng không cần phải review. Và tiếp theo đó chính là cái độ cửa hít cho chiếc Camry này. Thì đây là cửa hít khi chúng ta đóng nhẹ nhàng như thế này. Nó sẽ tự động nó hít vào. Đấy, mọi người thấy không? Cửa trước, cửa sau. Đó, em để thả nhẹ nhàng. Hít vô. Đó, bây giờ hai cửa. Hít vô. Rất là nhẹ nhàng, một cái cách nhỏ. Đấy, và bên trong em cũng có độ cho chiếc xe này camera 360 hàng LD 900. Và chiếc xe này em cũng đã phủ ceramic luôn. Để làm chi? Để cho chiếc xe khi mà chúng ta độ lên như thế này nó phải có một cái độ đẹp hoàn hảo để đến từ bên ngoài. Đấy. Vâng, và vừa rồi là một cái clip mà em review nhanh về chiếc xe Toyota Camry được độ full LED sạch. Và em đảm bảo với mọi người là sẽ không ít khi nào, sẽ hiếm có chiếc thứ hai độ như vậy. Đấy, và em cũng cảm ơn các anh chị đã xem video này. Và hãy để lại một like, subscribe cho cái kênh của em hơn nha. Và em hứa sẽ là làm những cái video hay hơn nữa. Đấy, và xin chào tạm biệt. Và một lần nữa em là Hưng đến từ Phoenix Auto, một trung tâm chuyên chăm sóc và nâng cấp xe ô tô chuyên nghiệp. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.